Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em lại có một cái món hàng nữa đây. Thì cũng vừa mới nhận thôi. Món hàng này nó delay khá là nhiều. Nó bị delay ấy, vừa đến là hai hai ông mua và bán rất là lo sợ. Đấy. Đây. Thì cái món hàng này em mua không phải là em mua mà là cái bác kia ấy, nhờ lấy ở cái chỗ shop Vũ Duy Thương này. Đấy. Thì cho xem hàng, cho không cho thử à, rồi kệ. Thì các bác cũng biết rồi đấy, cứ hỡi mà test máy ở cái shop nào đó thì anh em lại bảo là cùng đường dây với cái shop đấy, cho nên là em phải cố gắng là test hết mọi shop các bạn, phải test hết mọi shop cho nó cùng một đường dây với tất cả các ông thương gia đi cho nó nguy hiểm. Rồi thì đây. Thì đây là một cái con V50S. Thì thực ra là V50S em cũng test nhiều rồi nhưng mà cũng chưa có cái dịp quay lại clip ấy. Thì hôm nay sẽ được quay luôn. Rồi, ok, hết rồi. Thì đây. Đây. Đây nha. Đó. Hết rồi, đây là một cái túi, chắc là túi của cái shop đấy. Đây nhá. Đây là cái shop là X Mobile này, xu hướng di động. Đấy, địa chỉ đây. Địa chỉ đây. Facebook các thứ đây. Đấy, số điện thoại này các bác có muốn thông gì thì cứ liên lạc với bác ấy. Em chỉ cần kết hộ thôi. Cái gì đây? Đây là cái địa chỉ của em thôi. Rồi thì đây là một cái máy không nữa các bạn, không có gì sắt, không có phụ kiện gì, chỉ là một cái máy V50S bình thường, không có gì cả. Tem người ta đây, dán cũng nhỏ nhắn, không không đến nỗi bị chiếm lên màn hình. Rồi tranh thủ là sẽ bật cái màn hình lên và trước tiên là sẽ test cái ngoại hình. Như đang dán à? À không phải, em cứ tưởng là đang dán cái gì, không dán gì các bạn. Thì cũng lâu rồi không cầm lại cái con V50S ấy. Thì đây này các bác, cái con V50S này nó lại giống, khá là giống với con G8S ấy. Cái con G8S ấy là cái con mà cái màn hình ấy, cái màn hình nó nhá, nó sẽ được gắn trên một cái lớp gọi là lớp, em nghĩ là lớp nhựa ấy, giống như bên iPhone ấy. Đấy, nó gắn trên một lớp nhựa chứ không phải là ăn liền với cái khung bằng kim loại luôn nhé. Đây này, các bạn thấy này. Đấy, không biết các bạn nhìn thấy không? Thì dẫn đến là cái màn hình nó sẽ hơi gồ lên một chút khi mà các đưa tay như này này. Các đưa tay như này thì nó sẽ hơi gồ lên một chút. Đấy. Rồi ok, thì nó em thấy là giống con G8S 2 SIM. Nhưng mà con V50S này nhá thì nó chỉ có một SIM thôi nha các bác. Chưa có con V50S nào mà 2 SIM cả, trừ khi là nó là bản kiểu như là bị thay main hoặc cái gì đấy của G8X ấy. Đấy, nhưng mà V50S là không có 2 SIM nhé. Và nó là bản Hàn. Đấy, thì đây là cái cạnh trái này. Có nhìn không? Cạnh trái thì như em nhìn ở đây ấy, thì là cạnh trái này nó cũng gần như là chưa xước các bạn. Đó. Thì đây là cái cạnh dưới. Cạnh dưới thì cái ngay cả cái cổng sạc này này nó cũng chỉ hơi hơi xước nhẹ thôi. Còn lại thì cũng chưa xước luôn. Đó, còn đây là cạnh phải này. Cạnh phải thì chỗ này nó hơi 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 nó hơi kiểu hơi mờ mờ. À không phải xước, em lau sạch cái rồi, không sao. Nó cũng gần như không xước cái gì cả. Còn đây là cạnh trên. Cạnh trên thì cũng chưa xước cả. Nói chung là cái khung viền này rất là đẹp. Còn đây là cái mặt lưng. Lau đi qua xem như thế nào. Đây các bác, thì đương nhiên mặt lưng thì nó không tránh khỏi cái việc mà nó bị sức răm răm như thế này rồi. Đây các bác nhìn thấy này. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì các bác phải nghiêng ánh điện mới thấy thôi. Còn lại thì nó vẫn rất là mới. Quan trọng là cụm camera này này. Thì như cái cụm camera này em thấy là nó gần như chưa xước. Đấy. Đây các bác có thể thấy này. Quan sát cái cụm camera này. Đó. Nói chung là như thế này là khá là ổn rồi. Tuy nhiên thì em thấy là cái con V50S này này,
cái việc mà hở cái khung viền này, hở cái nắp lưng so với cái khung viền này đây này, các bác nhìn thế này thì nó vẫn có đấy nhá. Đấy vẫn có này, em thử nhét tờ tiền xem nó thế nào nhá. Đây. Đây là một cái tờ 20.000, nhét vào xem nó có nhét được không. Đấy thì nó nhét được đến đây này, đấy nhét đến đây này, đấy nhét đến đây này, cái này không nhét được. Đấy nói chung là nó hơi bị hở một chút. Đây nữa này, đây là cạnh, đây là mặt mặt trước này, mặt kính này, cái này không nhét được. Ở chỗ này không nhét được. Rồi nói chung là bị hở cái phần lắp lưng tí thôi. Thì ở bên LG ấy, mấy ông thấy hở như thế này là đã kêu ối giời lên rồi. Nhưng mà các bác phải sang mấy cái nhóm Samsung ấy, thì mới biết được là họ còn hở nhiều, rất là nhiều luôn. Nhiều khi là mua hàng máy ở thế giới di động luôn ấy, chính hãng luôn nhé, mà khui siêu luôn, nhờ được mấy tháng nó hở bung cả lắp lưng ra luôn. Mà mấy ông ấy còn chẳng kêu than như nhà mình. Trong huống chi là con VLS này nó ra đời cái được 3 năm rồi thì đương nhiên nó phải hở thôi, và ngay cả cái con, những cái con mà cực kỳ mới nó cũng hở mà. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé, hở này là bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Rồi thì sẽ nhìn được cái màn hình nữa, màn hình xem thế nào. Em sẽ soi cái vào cái em sẽ soi vào cái đèn đấy, đèn led của em này nè. Thì như em soi ở đây thì hoàn toàn là không thấy gợn gì, không thấy có dấu hiệu của ép kính gì cả. Đấy, không thấy gợn gì cả. Và cái màn hình trước này cũng còn khá là mới. Khá là mới các bạn. Đây. Khá là mới, gần như cũng chưa sức tí nào. Sức răm răm đấy thôi. Nhìn ánh điện cũng gần như không thấy luôn này. Đấy. Thì cái con V50S này nó cùng cấu hình với con V50. Tuy nhiên thì cái độ phân giải màn hình nó ốp. Úi da, cái này mà làm sao? Chết rồi. Thì cái con này, cái cấu hình của nó ngang với V50, mà cái độ phân giải mình nó kém hơn chút thôi, nhưng mà vẫn ok. Ô, thế này thì mở thế đấy nào. Thôi rồi, em sẽ nhân cơ hội này mà hướng dẫn các bác luôn, là các bác ví dụ như bị quên mật khẩu, đằng nào cái con này cũng phải reset lại cái đằng gốc mà. Các bác quên mật khẩu rồi thì các bác nhấn nhé. Nhấn giữ cái nút nguồn này và nút giảm âm lượng. Đấy, nhấn giữ khi nào mà đấy, kệ nó, chụp màn hình kệ nó. Khi nào mà hiện logo lên. Đấy thì các bác bỏ cái nút nguồn ra một cái xong lại nhấn vào luôn. Đấy thì nó sẽ ra cái này. Ra cái này thì các bác nhấn nút yết để mà các bác khôi phục nó luôn, khôi phục cả đầu gốc luôn. Đấy em không cần. Nút chọn vẫn là nút yết, nút chọn vẫn là nút nguồn nhé. Đấy, khôi phục này nó cũng đấy, nó rất là dễ thôi. Đằng nào thì cũng xóa hết mà. Và cái con V50S này thì cái cụm camera của nó ấy, nó cũng là dạng phẳng luôn nhá. Và cái đây này nó có một cái lỗ, đây không biết vậy nó ở từ thì đây này các bác, đây nó có cái lỗ là lỗ cân bằng áp suất. Đây không biết các bác có nhìn thấy không, đây đây có một cái lỗ gọi là lỗ cân bằng áp suất nhá. Nó nhỏ thôi, nó không chỉ thấy con G8, đây em đang có con G8 này, nó không như con G8 là cái lỗ cân bằng áp suất nó to này này. Đấy, cái lỗ cân bằng áp suất của G8 nó dài dài như này này, còn con V50S nó chỉ có một lỗ nhỏ như này thôi. Đấy. À, con V50 này thì à quên, con G8 này thì em đã thay được cái màn hình ngon rồi nha các bác. Đấy. À, này lại để cho vợ dùng. Ok. Ồ, lâu thế. Thì cái con V50S này cái mặt trước của nó cũng làm dạng giọt nước này, thì hồi xưa em cũng đã chả thích rồi, nó em không thích giọt nước một tí nào, tai thỏ như phi còn thích hơn giọt nước, em thấy nó kiểu sao ấy. Nhưng mà bây giờ đến bây giờ dùng con V60 rồi cũng vẫn là giọt nước, nhưng mà vẫn chưa quen được, vẫn chưa thích được các bạn. Đấy, trong quá trình nó khởi động lại thì hơi lâu, cho nên các bác chờ chút nhé. Em test thì em thường thường em không không muốn là
À, tranh thủ em sẽ tháo cái sim ra, tranh thủ nó khởi động mà. Em sẽ tháo cái sim ra và test cái sim sóng như thế nào. Đây, lấy cái sim của em đang dùng đây. Thực ra thì bảo là test cho nó nguy hiểm thế thôi, chứ cần em nghĩ là em thấy đa số là những bác nào mà mua cái điện thoại mà gửi về cho em test ấy, đều gần như là nói chung là máy nào cũng ngon các bạn, tại vì em các bác cũng hiểu rồi, không ai không shop nào dạy gì mà gửi con máy lởm về cho em test cả. Đấy, nên là các bác nếu mà muốn chắc ăn thì em nghĩ là cứ cứ bảo shop nào đó gửi về cho em thì chắc chắn các bác sẽ nhận được một con máy ngon. Chứ còn nhiều khi các bác cứ hỏi em là mua mua cái shop nào uy tín đấy, mua ở shop nào uy tín đấy, thì em chả dám trả lời đâu, tại vì shop nào bán LG thì người ta cũng bảo uy tín hết, cho nên là không dám nói, không không phải không dám nói mà là không thể nói được, tại vì nhiều khi là máy thì lúc đấy là ok đấy, nhưng mà nhiều khi là hàng điện tử mà nhiều khi là vẫn có con nó lỗi. Quan trọng là cái việc mà cái shop đấy nó bảo hành như thế nào cho bác, nó xử lý như nào cho bác, nhanh chậm rồi thái độ như thế nào thôi, chứ còn máy thì em nghĩ là các bác cũng biết rồi, đa số cũng đều là một nguồn cả đấy, quan trọng là phải cái thái độ sau bán hàng thôi. Ôi lâu thế nhỉ, hay là không lên được nữa? À rồi lên rồi, trời ơi cứ tưởng không lên rồi. Ok đây các bác thấy không, chữ Hàn hết này, thì cái bản V50S này là bản Hàn mà. Rồi tiếp này, mấy cái này không cần, như thế là có bắt được wifi rồi. À đấy, thì đây các bác nhìn thấy này, sim sóng nó nhận này này, đấy LTE nhận bình thường này, đấy ok hello. Đấy thì để cho nó khởi động lại cho nó ngon lành thì là mình sẽ tranh thủ mình test tí. Thì đây ngay cả ở cái màn hình này này thì các bác cũng sẽ thấy được là cái phần dưới nó hơi hơi ngả vàng hơn so với cái phần trên này. Phần trên này nó hơi xanh hơn, có nghĩa là nó hơi phần trên này đang đang xanh xanh bình thường, từ từ nó ngả hơi vàng xuống dưới một chút, có nghĩa là các bác tinh mắt sẽ thấy được cái điều đấy. Lâu thế. Cảm giác là nó con này màn hơi hơi già già, cảm giác thế. Nó để tí nó vào cái phần kế test xem thế nào, chỗ này thì nó chưa chưa được chuẩn cho lắm. Lâu thế nhỉ, trời ơi là trời, tại cái có cái wifi này, áp lên có cái sim này sao ấy, bỏ mẹ sim này. Lâu có thể luôn. Đấy, con này mới có dùng bình thường thôi, mới có khởi động lại như thế mà cái phần khu này này, cái phần CPU này, phần khu này này, nó đã khá là nóng rồi, khá là nóng rồi. Ok đấy, từ nãy giờ nó tìm mạng không cho đến nó lâu, cái mạng trong này, cái LTE của em nó lại yếu mà, nãy giờ tìm mãi phần tay. Ok ok các bạn, đóng cái gì mà tiếp. Rồi thì nhân tiện là đóng cái sim mà rồi thì sẽ test nghe gọi xem nó có ok không, hơi dài dòng một chút. Đây các bác, cái bản Hàn là có ghi âm rồi này. Đấy, tranh thủ là sẽ test được cái cảm biến tiếp cận luôn các bạn. Đây, ok, cảm biến tiếp cận vẫn ok nhé. Đấy, thì đã không phải test cảm biến tiếp cận nữa. Loa ngoài cũng ok, loa trong cũng ok. Đấy, rồi ok, như thế là các bạn biết rồi. À, còn vừa rồi nếu các bạn muốn test nữa ấy, là có thể là test cái việc mà mic ấy, mic thu âm ấy, xem nó thế nào.
Đây này. Ghi âm này. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, 1 2 3 4. Đấy. Các bác nghe nó ghi âm này. Đấy, có rồi đấy. Anh các bác nghe. Rồi, ok. Đấy, ok, các bác phải ghét thế cho nó nhanh. Còn bây giờ em sẽ thử vào cái menu test ẩn xem nó còn áp suất hay còn cái gì không. Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8, thăng sao con này là 5, 1, 0 thì phải. Nhớ không nhầm? Rồi, ok. Rồi, vào menu test này. Thì mấy cái test này vừa rồi em cũng test cái ở cái ngoài cho các bác rồi đấy. Nó còn ok này, đấy. Chỗ nào nhỉ? Con này ở chỗ này à? À, con này mãi chỗ này. Con này cảm biến nước cận mãi chỗ này. Rồi, ok. Quan trọng là cái mấy cái như kiểu là cảm ứng này, cảm biến này, cảm ứng rồi cái cảm biến áp suất xem thế nào. Đây. Ok, xem ok không rồi. Ok các bác, thì con này thấy là cảm ứng ok rồi. Xem cái đây là cái áp suất nha. Đây nó đang là 100 1.57. Bóp này xem bao nhiêu nhé. Đấy, ủa, nó lên những 2 chấm mấy ạ? 1.57 cho nên đến 2 chấm mấy. Nói chung là 2.5, em thấy 2.5. Vậy là con này nó có thể là nhảy được tầm 1 chấm thôi. Đấy thì đây là cái cách test mà em hay test và cũng hướng dẫn các bác test rồi đấy. Nhưng mà vừa nãy cũng thấy là có một bác bảo là cái test này nó không đúng, thì em cũng chưa biết là không đúng như nào, nhưng mà theo cái test của em ấy thì là các bác cứ thấy nhảy lên được khoảng 0.5 trở lên là ok. Đã như như vừa rồi là ok. Còn không biết bác nào có cái test khác thì em cũng chịu. À đây, nhân tiện test cái này thì test cho các bác xem là đây nhá, ví dụ như là 1001.57 đúng không? Khi mà em không không bịt cái lỗ cơ bằng áp suất này này thì nó nhảy lên được khoảng 1 chấm nhá, đúng không? Thì bây giờ em sẽ bịt lại cái lỗ đây nhá. Không bịt này, không bịt này. Không bịt này nhá, không bịt này. Đấy, 2.4. Rồi, em sẽ bịt lại xem nào. Xem nó nhảy lên bao nhiêu. Để nó cân bằng, để nó ổn định đã. Rồi, bịt lại này. Bịt lại đây nhá. Test này. Đấy, bịt lại nó cũng chỉ có thế thôi. Bịt lại xem nào. Bịt lại cũng chỉ 2.4 hay là bịt sai lỗ. Xem nào, nhìn xem có lỗ nào nữa không nào. Không có cái lỗ nào nữa các bạn. Không còn cái lỗ nào nữa các bạn. Không biết có phải là cái lỗ này không. Đây là em nghĩ là cái mic trên chứ nhỉ. Đây là mic dưới này. Thì em nghĩ đây là mic trên. Thế thì cái lỗ đâu. Cái lỗ đâu. Em nghĩ là trên này mà. Hay là chỗ nó lỗ là cái mic chỗ này. Các bác ấy dán, dán tem vào rồi thì không biết nữa. Nhưng mà bây giờ em bịt cái lỗ thì bốn lỗ này thì nó vẫn thế. Cho nên em nghĩ đây không phải là lỗ cân bằng áp suất. Đấy, nó vẫn lên thế thôi. Vẫn 2.5 thôi. Không bịt này. Không bịt thì 2.5, 2.6. Đấy. Rồi, ok. Thôi cái này thì chả test nữa. Nhưng mà tại vì gỡ cái tem này ra thì sợ là nó không còn bảo hành. Thôi rồi. Các bác nào bác mua về bác tự tự test xem thế nào nhé. Rồi, cho nó thoát ra đã. Và test cái màn hình nữa các bạn xem nó thế nào, xem có ám ố gì không, quan trọng là cái đấy thôi. Rồi sẽ test cái màn hình. Màn hình thì các bác vào đây, các bác vào cái phần LCD này. Đấy, thế đây ở cái màn hình màu trắng này. Đó. Thì ở cái màn hình màu trắng trắng toát này thì em đúng là em thấy cái phần dưới này nó hơi vàng hơn một chút, nhưng một chút thôi. À, điều này rất là bình thường thôi. Đấy. Rồi. Đấy, nói chung là em cảm giác là cái màn hình nó hơi già một chút, nhưng mà vẫn ok, vẫn dùng được. Chưa bị lưu ảnh nhiều. Nhưng mà em cảm giác nó hơi 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 ám tí. Rồi, đây là cái phần pin này. Đấy thì pin này, này. Đấy các bác nhìn thấy nhiều máy này nó còn battery cycle còn không này. Đấy. Đấy thì
xem cái phần này nó có. Đấy, thì bây giờ hiện tại là mấy cái máy LG đều cắt hết cái phần này rồi, cái phần dòng dưới cùng này này đấy, cho nên các bác không thể biết được cái độ chai pin đâu, mặc dù cái đấy chỉ để tham khảo thôi. Thì cơ bản là lên Android 11 cái này họ cắt hết đây, đúng là sao, đúng là Android 11 không đấy, 11 này hết rồi. Rồi, ok các bác, thì còn cái gì để test không nhỉ? Vừa giờ là sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 5 1 0 thăng. Thì ở trong này các bác còn một cái để test là cái máy Mi A4 này. Mi A4 này thì 11 hết rồi. Bản Hàn bao giờ nó gần như là 11 các bạn. Đấy, cũng mấy cái đấy thôi. Xem còn gì nữa không nào. Đây nó cũng có cái màn hình phụ nhá, nhưng mà các bác phải có màn hình phụ các bác mới test được. Chứ còn chả có cái gì cả. Rồi. Nói chung là mấy cái chức năng thì nó rất là bình thường thôi. Xem camera nữa thôi, xem camera nó có bị vấn đề gì không. Đây camera bình thường, góc bình thường này, góc rộng này, đấy con này chỉ có góc thường và góc rộng thôi, không có gì cả. Đây là camera trước này, đấy. Camera trước có 50S này nó em nhớ không nhầm với thông số lên đến 32 chấm, nhưng mà thực ra này thì cái chất lượng của nó không không phải là ghê gớm cho lắm đâu, bình thường thôi, chưa ai bảo là nó ngon lắm, cho nên là các bạn không cần phải phải nghĩ là 32 chấm thì nó ghê gớm. Và em sẽ thử thử quay video một quay video một lúc xem nó có tụt pin như nào nhé. Đây em sẽ để nó là 4K luôn rồi, và bây giờ pin nó đang bao nhiêu nhỉ, pin nó đang là 71 nhé. Em sẽ quay thử 2 phút xem thế nào, à 1 phút thôi, quên mọi khi vẫn 1 phút, và là 4K nhé, đúng không? Rồi 4K rồi, quay luôn, đang 71 đấy. Thì cái con V50S này cái khả năng quay của nó cũng rất là ngon các bạn. Đây em có con G8 quay cùng xem thế nào, cũng chạy lên 4K luôn xem thế nào. 4K nhé, hai con đều 4K nha các bác, em vừa chỉnh 4K rồi đấy. Đấy thì đây là cái chất lượng đấy, đấy các bác thấy không, cái con G8 ấy nó cái kiểu tần số nó có bị sao ấy, nó hơi nháy nháy. Nói chung là như em đang nhìn ở đây này thì thấy cái con VNMS ấy nó vẫn cảm giác nó nét hơn đấy, cảm giác nó nhìn nó đã hơn đấy. Đấy rồi ok, thì test chơi vậy thôi, em sẽ thử là đây 1 phút rồi nhá, 1 phút đang từ 71 xem nó xuống bao nhiêu. Đấy 71 xuống 70. Đấy thì là em tại vì cái con B50S này này nó chỉ gánh cái màn hình là Full HD thôi, cho nên nó chắc chắn nó sẽ hơn cái pin của cái con B50 thường nhá. Đấy, cho nên các bác nào mà cày game nhá, nếu như các bác nào mà cày game thì nên mua con này sẽ pin sẽ tốt hơn và nó sẽ cho cảm giác là cái hiệu năng ấy, nó cảm giác là nó mượt hơn cái con V50 ấy, tại vì em dùng V50 rất là nhiều lần rồi. Còn con V50S này thì dùng ít hơn, nhưng mà thấy anh em bảo là con V50S này sẽ nếu mà các bác chuyên về game thì các bác nên mua con này hơn là con V50. Còn con V50 thì nó thứ nhất là nó có 3 cam các thứ, nó sẽ ngon hơn, giải trí nó sẽ ngon hơn, màn hình 2K. Đấy, còn con này thì màn hình chỉ có là Full HD thôi. Tuy nhiên con này vẫn có DC bình thường nha, các bác vẫn có chip DC riêng, nghe vẫn sướng. Vân tay này, vân tay thì cái này là thì cái này thì vân tay như thế này là có rồi nhé, là ok này, tại vì nếu mất là nó sẽ mất luôn cái này. Thì cái vân tay này nó chỉ là vân tay quang thôi, cho nên em thử xem nào, thử thử xem là nó nhanh không, và so sánh trực tiếp với cái con V60 cho bác xem nhé. Đây em sẽ dùng cái tay này, dùng hai ngón trỏ các bạn, em sẽ test thực tế so với con V60 xem con nào nhanh hơn. Này sao nhỉ, đấy các bác thấy không, nó cảm giác nó cứ
nó còn không nhận đây này. Ồ hay quá nhỉ. Đây, ngón tay giữa vậy. Lại nào. Trời ơi. Hay quá nhỉ. Để em lau đi nhé. Lau cái móng tay đi. Đấy, con này nguyên cái thao tác mà cài đặt vân tay nó đã thấy lâu hơn rồi. Rồi về ok. Em sẽ thử với con V60 xem con nào nhanh nhé. Đây. Thì em sẽ cho cái camera xuống dưới một chút. Đây. Cho đây đi. Đây các bác. Thì con này phải bằng tay này. Đây thử xem nào. Một, à, lau hết. Em sẽ lau hết camera đây nhé. Lau hết cái này đi. Xong rồi lọc tay luôn. Đây. 1 2 3. Đấy. Con V60 vẫn nhanh hơn. Đấy, vẫn nhanh hơn. Đấy. Bây giờ con V60 bị chặt thôi. Đấy. Thì đây các bạn, trong các vân tay quang ấy thì hiện tại là cái con V60 nó vẫn đang là ngon nhất của nhà LG nhé. Vì em dùng từ con V50S này, con Velvet này, con Wing thì em thấy con cái vân tay của con V60 nó ngon hơn. Đấy. Rồi ok các bác. Thì cái con này thì em thấy là ok rồi. Hình như giá con này giờ cũng chỉ khoảng gần 4 triệu thôi các bạn. 3 triệu rưỡi sao. Nói chung là nếu như bác nào mà thích cày game thì em khuyên là các bác nên mua con này. Tại vì pin nó sẽ tốt hơn một chút và hiệu năng em thấy nó mượt hơn một chút so với con V50. Nhưng mà mỗi tội là nếu mà thiết kế thì em không thích con này, thích con V50 hơn. Con này thiết kế cùi hơn. Thứ nhất là cái tay thọ, à quên cái giọt nước không thích bằng. Vân tay quang cũng không thích. Vân tay quang thì nó không được nhạy cho lắm ấy. Đấy. Rồi ok các bác, thì test con này chỉ cần thế thôi. Tại vì em nghĩ là mấy con mà gửi về cho em test nó đều rất là ngon rồi. Ok, chào các bác nhé.